Xin chào cả nhà mình nhé. Dạ vâng, rồi thì hôm nay em Hà sẽ làm một ít về cái dòng sản phẩm về da, cũng như là một ít về cái dòng sản phẩm mà mình chuẩn bị cho dằm tháng 7 này nhé cả nhà nhé. Thì trước tiên vào đầu like bao giờ cũng vậy, em Hà xin cả nhà mình cho một nút like và một nút đăng ký kênh để nhiều người biết tới Xúc Ngọc Hà nhà em nhiều hơn. Dạ vâng, rồi thì em cảm ơn các tình cảm của khách hàng đang dành cho em Ngọc Hà nhé. Thì mình cứ gọi điện hai số hotline em ghim trên màn hình đến cho các bạn nhân viên tư vấn cũng như là chốt đơn hàng. Thì shop nằm tại Nhơn Trạch Đồng Nai, mình cứ liên hệ vào cho em hai số Zalo để in cho các bạn nhân viên tư vấn cũng như là chốt đơn hàng cho mình nhé cả nhà. Rồi em sẽ vào chi tiết tất cả các cái sản phẩm. Thì hôm nay em sẽ về cái sản phẩm đó là về nước lau bàn thờ của nhà em nhé. Cái dòng nước lau bàn thờ này thì cái dòng này em đã bán khá là nhiều rồi và cũng bán khá là lâu vì cái dịp Tết này thì em bán là không biết bao nhiêu chai này luôn. Bởi vì cái thứ nhất là cái mùi hương của nó nhẹ nhàng, cái thứ hai nữa là nó sẽ tẩy uế được cho bàn thờ nhà mình. Thì bây giờ cũng đã nửa năm rồi thì mình có thể mình mua lại để mình về sử dụng lau bàn thờ cho rằm tháng 7 này cho gia đình nhà mình nhá. Thì cái dòng này thì em thấy nó cực kỳ, cái mùi hương của nó lưu lên bàn thờ nhà mình rồi, cảm giác như kiểu là một cái hương trầm quế ấy. Thì rất chi là thơm. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là nước lau bàn thờ với giá chỉ có là 50 ngàn một chai này thôi nhé cả nhà nhá. 50 ngàn cho một chai nước lau bàn thờ để tẩy uế các cái vết nhơ các thứ rồi là làm bụi bẩn trên bàn thờ nhà mình nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về một cái dòng nhan, đó là gì, dòng nhan hương trầm quế của nhà em. Dòng nhan hương trầm quế này thì con này nó sẽ là độ dài của nó là độ dài 3 tấc như cả nhà nhá. Và con này thì sẽ có là 100 que ở bên trong và được làm hoàn toàn thiết kế là được 100% là hoàn toàn bằng tự nhiên, thì sẽ có cái thứ nhất là quế, thứ hai là cánh hồi và cái thứ ba nữa là cái hạt cà phê nhé cả nhà nhá. Thì mùi hương lưu lại khi mà mình thắp lên thì sẽ có là mùi hương tỏa nhẹ nhẹ nhàng nhàng nhé cả nhà nhé, chứ nó không quá hề mạnh như kiểu là các loại mà dùng nhan mà người ta dùng hóa chất á, mùi rất chi là cảm giác bị nhức đầu và nhói nhói khi mình ngửi, cảm giác bị sốc á. Thì riêng cái dòng nhan nhà em Hà thì không có tình trạng đấy nha cả nhà nhá. Thì đây được chiết khuất chất xuất hoàn toàn phần trăm của nó là nhiên liệu sạch này, rồi lại là nguyên chất tự nhiên an toàn và không hóa chất cho sức khỏe, nên là cả nhà mình yên tâm. Nên là cả nhà mình mua hộ em, thứ nhất là mình có thể mua dùng thử hộ em một cái nhan trầm quế này, thì em Hà đang để cho nhà mình với giá chỉ có là 100 que với giá là 45 ngàn cho một hộp như này nhé cả nhà nhé. Được hoàn toàn là bằng tự nhiên thì mình lên mã giúp em là hương trầm quế với giá là 45k. Dạ vâng rồi, còn em tiếp theo lên nữa là sản phẩm về cái dòng con là hương trầm bắc. Cái dòng hương trầm bắc này thì được chiết xuất 100% là hương bắc nha cả nhà nhé. Hương trầm thì chiết xuất từ 100% là hương trầm. Và được cái là con này thì nó sẽ là dài 4 tấc. Và ngoài ra thì con này sẽ có 200 que ở bên trong. Và đây là của nó là nhiên liệu sạch tự nhiên nguyên chất thiên nhiên không hóa chất an toàn cho sức khỏe. Nên là cả nhà mình cứ yên tâm 100% là em bán con này vào dịp Tết rồi. Cả 10 người đều khen nên em đã lại quyết tâm là ký hợp đồng với công ty để năm nay em lại bán nhé cả nhà nhé. Nên là cả nhà mình yên tâm cứ lên mã giúp em là hương trầm bắc với giá là con này là 200 que với giá là 85 ngàn cho 200 que nhé. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em và dài 4 tấc giúp em Hà luôn nhé. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn. Dạ vâng rồi, thì em cũng qua tiếp theo luôn, đó là về cái dòng bóng thờ. Đây là cái đèn thờ này, là đèn thờ cảm ứng thổi với em Hà bán rất chi là nhiều dòng đèn thờ. Nhưng em vẫn Hà vẫn tâm đắc về cái dòng đèn thờ này của nhà em. Dòng đèn thờ này thì là nó sẽ là đèn thờ cảm ứng thổi, thì mình có thể chỉnh lên chỉnh xuống giúp em như kiểu cái đèn thờ dầu thời xưa ấy cả nhà. Thì mình có thể mình dùng miệng. Đó, mình thổi thì nó sẽ tắt. Mình thổi mạnh thì nó sẽ lên, hoặc mình có thể tế nhị hơn là mình dùng em tay đập lên đập xuống như này là nó sẽ lên như này nha cả nhà nhá. Ngoài ra thì con này nó được thiết kế cho mình hoàn toàn là có dây sạc bên trong như này luôn. Mình hết pin mình sẽ sạc giúp em, hết pin lại sạc, không dùng pin nha cả nhà nhá. Đó, không dùng pin, hết pin lại sạc, đây là lỗ cắm sạc của nó này. Đó, rất chi là tiện dây sạc đi kèm như này. Dạ vâng rồi, một cái dòng đèn thờ thổi cảm ứng này thì em Hà đang để cho nhà mình với giá chỉ có là 60 ngàn cho một cái đèn thờ thổi cảm ứng. Thì nó sẽ có tùm lum màu, ví dụ như màu đỏ, màu xanh, màu nâu, thì nó về tùy từng loại nhá. Nên là cả nhà mình không có thể chọn màu được giúp em, bởi vì là sao, nó về tùy từng thùng nên là em Hà cũng không biết là màu gì, nhưng mà em sẽ lấy đại loại là những cái màu như thế nhá cả nhà nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là đèn thờ thổi cảm ứng với giá chỉ có là 60 ngàn cho một cái chiếc đèn thờ thổi cảm ứng này, rất chi là đẹp. Dạ vâng rồi, thì em xin phép qua cái sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là sản phẩm mà mua 5 tặng 1 giúp em. Thì hôm nay em sẽ lên một số bài, số mã mà cái loại mà mua 5 tặng 1 giúp cả nhà mình luôn. Đó là em sẽ vào trước tiên, đó là cái dòng con tẩy bồn cầu.
Dòng tẩy bồn cầu này của nhà em thì dòng mới về, thì cái dòng này em đang để cho mình với giá là 20 ngàn một hộp. Nếu như bác nào mua 5 hộp em Hà tặng một hộp là thành 6 nhé cả nhà nhé. Thành 6 hộp, thành 6 hộp như này. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là tẩy thật thông cống, quên, bột thông cống với giá là 20 ngàn một hộp, mua 5 hộp tặng một. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Dạ vâng, rồi thì em qua tiếp theo đó là về cái dòng ngải cứu này. Thì cái dòng ngải cứu này thì em thấy rất chi là nhiều bác nhu cầu xài rất chi là nhiều. Thì cái này em bán thực sự là em bán tặng chiên cả nhà mình luôn, với giá là 20 ngàn một hộp, 12 miếng bên trong. Còn nếu như bác nào nhu cầu muốn sử dụng nhiều thì em bán là 5 tặng 1 thành 6 nha. Giá không đổi, vẫn 20 ngàn một hộp. Có nghĩa là mình mua 100 ngàn là mình sẽ được 6 hộp. Như các shop khác mà mình chỉ mua được có 5 hộp thôi. Nhưng em Hà sẽ tặng, gọi là cảm ơn tấm lòng của các bác đã luôn luôn ủng hộ shop Ngọc Hà nhá. Là mua 5 tặng 1 thành 6 nhé cả nhà nhé. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là dán ngải cứu với giá chỉ có là 20 ngàn một hộp, mua 5 tặng 1. Rồi, hôm qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con thải độc chân. Dòng thải độc chân thì giá em Hà cũng vẫn không đổi, với giá chỉ có là 40 ngàn một hộp, mua 5 hộp em Hà tặng 1 là thành 6 nhé cả nhà nhé. Thành 6 hộp như này cả nhà mình ạ. Đây, cả 6 hộp luôn này, với giá chỉ có là 40 ngàn một hộp thôi. Đó, mình mua 6 hộp như này nhé cả nhà nhé. Ngoài ra nếu như mình mua 6 hộp này em Hà là 4 x 5 20, 200 ngàn em Hà vẫn bao ship rồi. Ngoài ra bao ship còn được tặng thêm một hộp. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Đấy là quà tri ân của em, gọi là không còn gì để mà bàn đấy nhá cả nhà nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Đó, thả độc chân 40 ngàn một hộp, mua 5 tặng 1. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kẹo sâm. Đây, dòng kẹo sâm thì hôm nay em Hà cũng đang để cho nhà mình với cái giá là 60 ngàn cho cái loại 2 lạng như này. Đấy, mua 5 em Hà tặng 1 luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là kẹo sâm nhỏ nhá. Với giá là 20 ngàn một loại 2 lạng thì sẽ là 60 ngàn một bịch này. Mua 5 em Hà tặng cả nhà mình thêm một bịch nữa là tri ân khách hàng luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là kẹo sâm. Với giá là mua 5 tặng 1 nhá. Em sẽ tri ân luôn cả kẹo sâm to này luôn. Kẹo sâm to này nhà em thì em Hà đang bán là 140 cho nửa ký. Dòng này là dòng không đường nha cả nhà nhá. Em nhấn mạnh là dòng này là dòng không đường. Dòng này là dòng không đường thì em Hà cũng đang để cho mình với giá là 140 một bịch này luôn. Kẹo nhà em thì em bao chuẩn 100% là hàng xách tay từ Hàn về, em không qua một trung gian nào hết. Và em cũng đang bán tặng cho cả nhà mình là mua 5 tặng 1. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Cả nhà nhìn cái mẫu mã nhà em nó cũng sẽ khác luôn, khác trên thị trường luôn. Đây, mua 5 tặng 1 đó, cả nhà mình yên tâm là mình cứ mua 5 bịch mình sẽ được tặng một bịch to như này luôn, và giá là không đổi, 140 ngàn cho một bịch nửa ký như này nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em, mua một lần xài cả năm luôn nhá cả nhà nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con miếng dán tường. Dòng móc dán tường quần áo này thì hôm nay em cũng có cái chiên sâu luôn. Đó là mua 20 ngàn một miếng này, mình mua 5 em Hà tặng 1 luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là móc dán tường quần áo. Dòng này thì xài cũng rất chi là ok luôn, và cũng nhiều khách người ta khen lắm cái dòng này này. Đó, và nó chỉ có một màu duy nhất như này thôi nhá cả nhà nhá. Mua 5 cái em Hà tặng một cái. Và con này thì em nói luôn là mình móc những cái ví dụ như là một chiếc áo, một chiếc túi xách, hoặc là một chiếc vật gì nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thì ok nhé, chứ mình không thể xài một cái móc này. Đây, ví dụ như một cái trụ này mà mình móc tùm lum quần áo vào thì thực sự là nó không thể chịu nhiệt được đâu. Em tư vấn rất rõ nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là móc dán tường với giá là mua 5 tặng 1, giá thì lại đổi, với giá chỉ có là 20 ngàn một hộp, 20 ngàn cho một dây này thôi. 6 móc như này, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi, hôm qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng dao. Dòng dao hôm nay thì em sẽ lên trước tiên đó là về cái dòng con dao chặt của nhà em. Đây là dòng dao chặt loại dòng 1 ký nhá cả nhà nhá. Dòng chặt 1 ký của nhà em thì cả nhà em nhìn đã sự khác biệt tất cả các số khác là từ cái cán của nó. Cả nhà nhìn thấy cái cán của nhà em không, nó khác hoàn toàn luôn nhá. Được vít 3 đinh vít như này cho mình luôn. Và con này thì nó được là hàng Asakati, là hàng của Raban. Dòng này thì cả nhà mình yên tâm là em bao mình chặt xương bò, xương lợn, xương ống, chặt hẳn xương ống giúp em luôn, không mẻ không miếc gì hết nhé cả nhà nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là dao chặt 1 ký với giá chỉ có là 250 ngàn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Dao chặt 1 ký 250 ngàn. Con dao này nếu như cả nhà mình mua về mà không ưng nhá, em Hà không dám cầm tiền của gia đình nhà mình luôn. Em nói thiệt,
Mình không mua được đâu con dao nào mà giá rẻ mà lại chỉ có 250 ngàn mà được một con hàng chất lượng loại 1 như này đâu nhá. Đây nhìn bản của nó này, bản ra bản luôn này cả nhà nhìn. Đấy, em quay rất kỹ luôn nhá. Em quay đây này, em quay bằng cam thường luôn á, 100% là cam thường luôn cho cả nhà mình luôn. Đó. Hàng này, đấy. Lưỡi này cả nhà nhìn này. Đấy, bên trên thì thiết kế rất chi là đúc dày, bên dưới thì thiết kế là bản to vừa mỏng như này cho mình luôn, cực kỳ là ok nhá cả nhà nhá. Đấy. Cả nhà mình đợi em sẽ lấy thước em đo luôn cái bề mặt rộng của nó là bao nhiêu cho cả nhà mình xem luôn. Đây, cái bề mặt rộng của cái dòng bản 1 ký này thì nó sẽ rơi vào là, đây, đợi em xíu. Là rơi vào là khoảng tầm 11 nhá, 11 xăng nhá cả nhà nhá. Đó. Chiều dài của nó đây. Chiều dài nó rơi vào khoảng tầm 13 xăng nhá cả nhà nhá. Cầm rất đầm tay, con này cầm rất đầm tay cho những anh nào nhất là thịt lợn thì không còn gì phải bàn, hoặc là anh nào mà bán thịt bò, thịt lợn thì cứ bơi hết vào đây với em mua dòng này chuẩn loại 1 cho mình luôn. Chỉ có 250 ngàn cho con dao 1 ký như này, mời cả nhà mình nhanh tay. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con dao trắng bản rộng như này nhá. Con dao này thì chắc là khoảng tầm rơi vào khoảng 7-8 lạng hoặc là 5-6 lạng thôi. Con này chắc khoảng 6 lạng cho đến 7 lạng thôi nha cả nhà nhá. Con này là của một hãng đầu bếp của bên Nhật nha cả nhà nhá. Và dòng này thì em bao không han gì. Mình sử dụng giúp em bằng cách là như này này. Mình rửa sạch, mình lau khô, mình treo lên giúp em. Bởi vì nó đã có sinh ra một cái lỗ để mình treo như này. Đấy. Nó giáp hơi nước không bao giờ bị rỉ, ngoài ra trên thân dao được dằm cho mình những cái sắm như này để mình dằm thịt này, hoặc là mình đập đồ ăn này, đó rất chi là tiện, hoặc là ví dụ cặp đập củ sả, củ riềng cũng rất chi là tiện luôn, bởi vì nó cái dằm trên này luôn. Con này thì nó phù hợp cho các bác nội trợ trong gia đình, ví dụ như là bác nữ, bác nam gì á, hoặc bác nào mà sức khỏe mình khiêm tốn, mình sử dụng cho em con này nhá. Con này thì em bao chống rỉ cho mình luôn. Dòng này thì em đang để cho mình là con dao trắng thì với giá chỉ có là 200 ngàn thôi. Thì em sẽ đo cho cả nhà mình xem luôn nhá. Dòng này em đo luôn. Dòng này của nó thì nó rơi vào khoảng tầm là 9 xăng. Là bề mặt rộng của nó là 9 xăng. Còn bề dài của nó này. Đấy, bề dài của nó là rơi vào khoảng tầm 8 cho đến 10 xăng nhá cả nhà nhá. Đây, 8 cho đến 9 xăng như này nhá cả nhà nhá. Đấy, tầm khoảng đấy. Rồi và con dao này thì được đúc nguyên khối là hoàn toàn bằng thép như này luôn. Thân cũng hoàn toàn bằng thép. Đinh vít 3, 2 đinh vít như này cho mình cực kỳ là chắc chắn. Nên là cả nhà mình yên tâm xài quanh năm, xài cả đời, khi nào vứt đi thì thôi. Với giá chỉ có là 200 ngàn cho một con dao chặt như này thôi. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Và con này thì mình không nên chặt xương bò nhé. Xương bò ví dụ như xương ống thì mình không chặt được. Em nói thẳng luôn trên live, ví dụ như mình chặt gà, chặt vịt hoặc là mình chặt xương sườn ok, oskele, chặt dừa ok, nhưng không chặt xương ống giúp em. Đó. Rồi em qua tiếp theo luôn, không lẽ lúc bảo cái con bé đấy nó nói hay lắm, nó nói hay như đại. Mua về ta chặt cái xương ống mẻ. Đó, như thế là không có được nhá. Bởi vì cái dòng này không có lực chạy được. Lực này mới chặt xương ống, em có sao là em nói vậy luôn. Rồi, em tiếp theo qua cho mình nữa là Asuka, là hàng này cũng là hàng của Nhật luôn, Japan. Dòng này thì nó là dòng 6 lạng nhá, dòng 6 lạng và bản này của nó thì cũng em thử đo xem nào, bản rộng bao nhiêu. Bản của nó là 10 xăng. Và con này thì chiều dài của nó là rơi vào khoảng tầm là 28 xăng nha cả nhà nhé. Bản này là chiều dài được 28 xăng. Con này thì là mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là dao chặt 6 lạng với giá là 180 nhá, 180 ngàn. Đây. Đấy, 180 ngàn, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là dao chặt 6 lạng với giá là 180k cho một cái con dao chặt 6 lạng như này thôi nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Bản thì cũng khá là ok cho mình xài. Rồi em qua tiếp theo cho mình nữa là một ít về cái dòng dao Thái của nhà em, thì em lên trước tiên đó là về cái dòng con dao Thái Đức này của nhà em. Dòng Thái Đức này thì nó được làm hoàn toàn là thép chống rỉ cho mình luôn, nên là cả nhà mình yên tâm không bị han rỉ. Cái thứ hai nữa là được đúc thép nguyên khối cho mình ra đến đầu cán luôn. Và cái thứ ba nữa là được vít 3 đinh vít như này cho mình luôn. Và gỗ thì được làm hoàn toàn là gỗ xịn. Nó luôn gỗ này gỗ rất xịn này, cả nhà nhìn thấy cái cán gỗ của nhà em nó khác biệt rồi. Dạ vâng rồi, dòng này thì em bao ngọt ngọt như nước luôn. Dòng này em bao luôn, mình sử dụng luôn nhá. Rất ngọt luôn. Dòng này thì em hãy đang để cho nhà mình với giá chỉ có là 150 ngàn thôi. Thì em sẽ có hai kiểu của nó sẽ có kiểu vuông và kiểu vát như này. Nếu như anh nào lấy nhu cầu là ví dụ như là kiểu vát
thì em cho là con này là kiểu vát nhá. Đấy, kiểu vát. Còn con này là kiểu vuông này. Đó. Rồi hôm nọ thì cũng có anh, các anh ấy, anh ấy mua mà anh ấy hỏi em là cái số đo chiều dài. Hôm nay em cũng đo luôn trên cho các anh xem luôn. Dòng này thì nó sẽ là dài khoảng tầm 33 cm, chiều dài 33 cm. Còn mặt lưỡi của nó là rơi vào khoảng tầm 4 cm. Đó, là cái con vát. Còn con vuông này của nó là chiều dài là khoảng tầm 31 cm. Và cái bề mặt của nó là rơi vào khoảng cho em là 5 cm. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Đây, thích vuông thì báo vuông mà vát báo vát. Mình con này thì xài ngọt như nước luôn rồi. Mình cứ xài xong mình rửa sạch, mình phơi lên cho em, không có gì gì hết nhá cả nhà nhá. Đó, hàng này là Migani, hàng của Đức. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là dao Đức với giá là 150.000 một con. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn. Dạ vâng rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con dao bầu, dao Thái này. Đấy, gọi là dao lỗ. Em Hà gọi là dao lỗ bởi vì đằng dưới này nó sẽ có một cái lỗ như này cho mình luôn. Đó. Dao này thì để cho anh nào mà xài, ví dụ nhất là đi chợ thì không khơi khỏi phải bàn nhá. Đây là không phải là cái vân này của nó đâu, mà đây là cái nước mà ví dụ như là những cái dầu người ta bôi trên cái này để in cho nó chống rỉ sét á. Nhưng mà con này thì em Hà xài nửa năm nay rồi. Thực tế là em Hà đang xài con này thì em Hà không có bị rỉ sét gì hết. Bởi vì khi em xài xong em sẽ rửa khô với em treo lên này. Em treo con dao lên này nó khô, không bao giờ em bị rỉ gì hết. Và con này thì em bao cắt sướng cho mình luôn với giá chỉ có là 130.000 thôi. 130.000 cho một con dao mình mua ra chợ, một con dao thường của Việt Nam mình không có cái giá này. Nhưng em Hà bán được với giá chỉ có 130.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Và em nhắc đi nhắc lại là khách là có nhu cầu thì mua, còn không không bom hàng trên mọi hình thức nhá. Em nói rõ rồi nhá. Mình lên đơn giúp em mã là dao lỗ với giá là 130.000. Con này thì nó sẽ được đúc nguyên khối cho mình như này. Và đây cái gỗ của nó như này và sẽ được vít hai đinh vít. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Và con này nó cũng là Osaka, hàng của Nhật luôn nhá. Dao lỗ 130.000. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng hòn đá mài. Hòn đá mài ví dụ như anh nào mà nhu cầu muốn sử dụng mài á, mài dao á, thì đây mình sử dụng với em con đá mài nhỏ này cũng ok luôn. Dòng này nó nhỏ mà nó không vỡ đấy. Bởi vì sao, khi mà cái bạn mà đóng hàng em á, bạn ấy thử, bạn ấy bảo chị mang đây em con em thử xem nào. Nó test luôn trên cái lưỡi dao dọc giấy. Nó bảo chị đưa đây, suốt ngày đi mua lưỡi dao dọc giấy mệt quá. Nó test luôn, nó bảo nó mài ba mài, nó vợt ba vợt như này luôn. Lúc sau nó bảo chị ơi sắc như nước luôn, không cần phải mua đâu. Vì nói chung là con đá mài nó độ mịn của nó cao. Cái thứ hai nữa là nó làm được từ cái chất liệu mà nó thằng bé đấy nó bảo là từ cái chất liệu đá mịn nên là nó mới nhanh sắc như vậy luôn đó chị. Nó bảo em vậy đó. Nên là con này là mời cả nhà mình nhanh tay lên đâu giúp em là đá mài mini với giá chỉ có là 30.000 một con. Và con này là của Raban nhé. Nó chỉ nhỏ xíu xíu như cái ngón đây, nó như cái ngón này của em này. Đấy. Ngón tay trỏ này, đúng như cái ngón tay trỏ là đúng rồi đấy. Nó như ngón tay trỏ nhá, em miêu tả rất rõ luôn, nó chỉ được như ngón tay trỏ nhưng nó có vỏ. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là đá mài mini với giá chỉ có là 30.000 một cục. Nhưng em nó nhỏ nhưng em nó có vỏ đấy, vỏ hạt tiêu đấy cả nhà, không phải dặm bừa đâu. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con mài dao ba khe. Dòng này là dòng mài dao ba khe của nhà em. Dòng này thì em bao chuẩn xịn 100% là hàng của Made in Japan. Hàng này em bao chuẩn xịn, em không bán ba cái loại à ơi vớ vẩn đâu. Dòng này thì em Hà đang để cho nhà mình với giá chỉ có là 160.000 cho một cái con mài dao ba khe hàng của Nhật. Tiền nào vải đấy sắt đắt ra miếng này, nhìn của nó đấy, em quay từng tí một luôn cả nhà. Đây là cái mài đá kim cương của nó luôn đó. Đây là cái mài đá trắng của nó và đây là đài má má theo cái kiểu là má à. Nó được thiết kế rất chi là đẹp luôn này. Em không biết là cái đá mài gì kiểu gì nhưng mà rất đẹp luôn cả nhà nhé. Đây em quay rất kỹ luôn này. Đấy, em quay kỹ luôn nhé cả nhà, nhìn thấy không? Đó. Hàng xịn sò của nó làm nó cũng sẽ khác này. Đó. Không, đây trên này được thiết kế là hoàn toàn bằng cao su chống trơn trượt cho mình luôn. Đấy, nó cũng thiết kế luôn với giá 160.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Gọi là mài dao ba khe với giá là 160.000. Hàng này bán thì chưa khách nào chê được hết. Số lượng về thì nó cũng có giới hạn thôi. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng kéo cắt gà của nhà em. Đây. Dòng kéo cắt gà của nhà em thì dòng này trước em đang bán là 150, nhưng em bán thực sự là lần này em cũng bán là tri ân, em nói thẳng luôn. Tri ân, con này thì nó em đang bán là 150 tri ân luôn với giá là 90.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là kéo cắt gà. Con này thì bao chất lượng luôn, con này nhà em đang xài khoảng hơn một năm nay rồi. Xài vẫn sướng. Mình cắt gà, cắt vịt vô tư, vô sự tư cho em luôn nhé. Với giá chỉ có là
90.000, mời cả nhà mình nhanh tay em đơn giúp em, hàng trong hộp đầy đủ như này cho mình luôn nhá. Mình không mua đâu được một con kéo cắt gà mà hàng trong hộp như này đâu nhá cả nhà nhá. Với giá chỉ có 90.000 thôi. Mời cả nhà mình nhanh tay em đơn giúp em. Màu thì nó tùm luôn, màu đỏ, màu đây màu đỏ màu xám như này thì phải. Chả biết màu xám này thì còn mấy con nữa, còn là màu đỏ như này nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay đơn giúp em nhá. Kéo này bác nào đã mua thì đã biết. Có những bác mà mua chục con kéo này luôn, bởi vì lần trước bác mua 150, lần này này em bán chỉ có 100, chỉ có 90.000 thôi. Bác vượt luôn chục con, bác bảo về cho xài dần. Mua sướng quá, rẻ quá cháu ạ. Thì cả nhà biết rồi. Rồi hôm qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con con này là cái con võng dù. Đây. Dòng võng dù này thì nhà em đang có hai dòng, một dòng là võng dù không mùng và một dòng võng dù có mùng. Đây võng này là võng dù có mùng. Võng dù có mùng này thì em Hà đang để cho nhà mình là 180.000 thì nó sẽ có hai lớp, ba lớp đi kèm cho mình luôn nhá cả nhà nhá. Đây. Ba lớp như này. Đó, ba lớp này, bên trong lớp này, bên dưới này một lớp, mình gọi là phải ba bốn lớp ấy. ba lớp nha cả nhà nhá. Dòng này thì nó sẽ có một cái mùng đi kèm cho mình luôn và sẽ có dây các kiểu như này cho mình hết đầy đủ luôn. Dòng này thì chiều rộng của nó là dài khoảng tầm 1m1 với nhân với 2m nhân với 2m1 nha cả nhà nhá, hoặc là 2m2. Nó sẽ dao động là như vậy tùy từng lúc nó về nha cả nhà nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng của USA. Hàng này là hàng nhập khẩu của USA nên là nói chung là dòng này thì 10 khách, cả 10 khách đều khen về cái dòng võng này của nhà em. Em nói em khẳng định một điều là như thế. Khi mình xài xong thì mình sẽ gấp gọn lại cho em như này. Với giá chỉ có là 180.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là võng dù Mỹ. À võng dù có mùng, mình lên mã giúp em là võng dù có mùng nhá. Đọc rõ hộ em. Với giá chỉ có là 180.000. Còn võng dù không mùng thì với giá là 110.000 đồng. Võng dù không mùng thì nó chỉ là bằng hai lớp dù và nó sẽ không có dây nha cả nhà nhá. Với giá là 110.000 đồng. Còn võng này là võng dù có mùng là 180.000 đồng. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về bao tay. Dòng bao tay thì em đang có hai loại bao tay cho cả nhà mình sử dụng. Đó là bao tay này là bao tay lính. Dòng bao tay lính này thì em Hà đang để cho nhà mình với giá chỉ có là 50.000 cho một đôi bao tay lính như này. Đấy, bao tay lính như này. Và con này thì nó sẽ có cái chống trơn trượt cho mình luôn như này. Đó. Và con này thì mình đi chống nắng cực kỳ ok, êm vô cùng luôn. Bởi vì bên trong được lót hoàn toàn như này cho mình luôn. Rất ok. Đây cả nhà nhìn này. Đấy. Ví dụ như tay em bé thì em khớp khớp vào như này. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Nó rất đẹp luôn. Bao tay rất đẹp. Và đi sẽ có cái chống trơn trượt, chống ngã. Ví dụ như là mình có bị té, vô cùng bị té. Thì có cái này nó đỡ hết cho mình luôn này nhá cả nhà nhá. Đó. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là bao tay lính với giá chỉ có là 50.000. 50.000 trừ cái bao tay lính như này nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em, to nhỏ thì mình tự chỉnh ra như này. Đó. To nhỏ tự chỉnh với giá là 50.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con bao tay đen như này. Đấy. Bao tay đen này thì mình lên mã giúp em là bao tay đen nhá. Dòng bao tay đen này thì cũng khá là ok cho mình sử dụng luôn. Đây. Em đi thử luôn cho các anh nhìn luôn. Đó. Đây. Bao tay đen nha. Con này thì nó sẽ được thiết kế là cái những cái mu cứng như này cho mình luôn, để mình té thì nó sẽ đỡ cho mình luôn. Đó. Rồi, con này thì em Hà đang để cho nhà mình cũng với giá là 50.000, mình lên đơn giúp em mã là bao tay đen nhá. Bao tay đen với giá là 50.000 cho con bao tay đen này. Đó. Con này thì cái chỗ này nó được thiết kế là miếng nhung. Đó. Còn đây là thiết kế chống trơn trượt cho mình. Ngoài ra thì cái này đây. Đó, bên trong lót nhung hết như này, với giá chỉ có là 50.000 cho một cái bao tay đen. Con này thì mình điều chỉnh to nhỏ được giúp em luôn nhé. Điều chỉnh to nhỏ giúp em với giá là 50.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn. Dạ vâng rồi, thì em xin phép qua mẫu em lên sản phẩm tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con máy đánh trứng. Đây là dòng máy đánh trứng của nhà em nhé. Dạ. Dòng máy đánh trứng này thì con này lần này về được ít, số lượng ít thôi. Con này thì em bao chất lượng xài sướng vô cùng luôn. Đây cả nhà nhìn nữa em. Đây mình lắp bọn em vào đây nhá. Đó. Con này thì nó được làm của cái hãng sữa tặng đấy. Em thấy nó cực kỳ chất lượng luôn. Đây như em bây giờ em sẽ lắp cho mình luôn nhá. Con này nó sử dụng 2A thì phải nhỉ. Đúng rồi. Con này nó sử dụng 2A. Để ý em lắp cái 2A đó. Đây. Cái nhà đợi em xíu nhá. Em lắp đúng chưa? Đây. Cái chỗ này nó có âm dương này cả nhà này. Đó, nó đã hiển thị âm dương ở trên như này luôn đấy nhá.
Trời ơi, ship hàng nhà em đến lấy hàng mà còn nhìn thấy ngon quá, chị để cho em cái. Đó. Rất chi là ok luôn. Chắc là cái pin này là pin sạc, em lấy pin sạc nên là chưa có pin ở bên trong thì phải. Hay em lắp nhầm đâu. Đúng rồi, cái pin này là pin pin sạc nhá, pin sạc nó chưa có pin đâu cả nhà ơi. Nó chưa có pin đâu cả nhà. À em lắp nhầm đâu. Nó là pin sạc mà, dòng pin này là pin sạc, em đang lấy cái pin sạc mà em chưa sạc. À không, đây. Đấy cả nhà ơi. Đó, rất chi ok luôn. Đấy cả nhà thấy không? Tít mít luôn. Đó. Chồng em lấy đánh cà phê mà đấy thì cả nhà thấy không? Nó quay. Rất tít luôn mà cả nhà, mình nhanh tay lên đơn giúp em là máy đánh cà phê. Cái dòng máy đánh cà phê này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 35.000 cái cho máy đánh cà phê. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Con này thì em còn đâu đó có chục con nữa là hết rồi. Được lần này về hàng được chục con nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Máy đánh cà phê với giá là 35.000, 35.000 cả nhà mình không mua được đâu, con nào xịn mà máy đánh cà phê này với giá chỉ có 35.000 đâu. Cái này là của hãng sữa tặng, cả nhà mình yên tâm mua không hề đắt. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con này là cái con máy đo nhiệt kế. Dòng máy đo nhiệt kế này thì số lượng em còn có độ tầm hơn chục cái nữa là hết rồi nhá. Hàng này là hãng của hãng Ensure tặng, con này nó là máy đo nhiệt kế bằng cái tia hồng ngoại luôn nhé cả nhà nhé, bằng tia hồng ngoại như này luôn. Đợi em xíu, em mở cho cả nhà mình xem luôn. Đây em lắp pin vào. Đây con này nó cũng hiển thị âm dương nhé cả nhà nhé, âm dương lên đây, mình lắp pin mình nhìn của em nhé, âm dương. Đó. Rồi cái dòng này thì em Hà đang để cho nhà mình với giá chỉ có là 190.000 cho một cái máy đo nhiệt kế như này nhé. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. À, cái pin này pin đéo không được, pin này lỗi. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn nhé. Con này thì là nó sẽ là máy đo hồng ngoại. Em sẽ lấy cái pin em test luôn cho cả nhà mình xem luôn nhé. Đây. Em test luôn cho cả nhà mình xem luôn. Đó. Dương. Âm. Đó. Đây cả nhà nhìn. Đó, 36 độ 9 nha, như tay lòng tay bàn tay của em Hà đang nóng nó sẽ lên là 36 độ 9 này. Đó, cả nhà mình yên tâm nhá. Rồi, dòng này thì nó là tia hồng ngoại nên là mình cứ bấm như vậy nên đến lúc mà mình không xài nữa mình cứ để yên là nó tự ngắt nha cả nhà nhá. Nó tự ngắt, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là máy đo nhiệt kế. Máy đo nhiệt kế này thì em Hà đang để cho nhà mình với giá chỉ có là 190.000 cho một cái máy đo nhiệt kế của hãng Ensure tặng như này nha. Đây của hãng Ensugo này. Cả nhà mình đi ra ngoài mình mua máy đo nhiệt kế này không được cái giá này đâu. Và con này thì em Hà bán sẽ bao gồm pin cho mình luôn nhá. Đó. Máy này cả nhà mình mua đi ra ngoài hiệu thuốc mua ít nhất là phải rơi vào khoảng tầm trên 300. Trên 300 một con máy đo nhiệt kế này. Cái anh hiệu thuốc anh còn bảo ui em bán rẻ thế. Thì thôi bán để cho các bác xài chung với em Hà luôn nhá. Cái giá chỉ có là 190.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Con này thì em có 10 con. 10 con là hết hàng nhé. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Máy đo nhiệt kế của Ensure nhé, của hãng Ensure nhé. Đó. Đây, rất chi là ok luôn. Hàng trong hộp đầy đủ như này cho mình luôn. Với giá là 190.000. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con lăn tập cơ nhé. Con lăn này. Con lăn tập thể dục này thì con này xài rất chi là ok luôn. Dòng này thì em Hà đang để cho nhà mình với giá chỉ có là 150.000 cho một cái con lăn như này. Hàng đúng như trên hình luôn này. Và con này thì em bao chất lượng luôn cho mình. Đó. Dòng này xài cực kỳ là đã luôn nhá. Em Hà để con xài và con này thì em còn 5 con nữa lại hết hàng nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là con lăn, con này cũng là của hãng Ensure tặng luôn. Hàng đúng như trong hình như này luôn nhá. Với giá chỉ có là 150.000 cho một con lăn này. Con này nặng khoảng tầm 3 kg, gần 3 kg nha cả nhà nhá. Nặng. Con này nặng. Dạ rồi. Hôm qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con dây tập. Đây. Dòng dây tập của Ensure này thì dòng này em còn mấy cái nữa là em hết nhá. Cái hàng này là hàng đồ tặng của sữa, mỗi lần về em chỉ về được mấy cái thôi à, không có về nhiều. Cái này nó bán ví dụ như là nó tuồn ra cho mình bán ấy mà, chứ đây đây đâu nó có. Đây cả nhà nhìn này, cái đế bàn chân mình để thì mình tập này. Con này thì nó tốt cho những bác ví dụ như là kể cả là từ tai biến cho đến là mình khỏe mình vẫn cần tập đây. Ví dụ như mình tập chân, đó, mình tập chân thì mình tập như này giúp em. Mình tập tay mình ngồi trên giường hoặc là trên ghế này. Đó, đây, còn nếu như bác nào mạnh khỏe thì mình tập như này giúp em. Đó.
Đó. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là tập cơ. À quên, dây tập Ensure. Thì cái dòng này em Hà đang để cho nhà mình với giá chỉ có là 60 ngàn cho một dây tập Ensure như này nhá. Của Ensure Gold tặng, hàng sẽ là hàng trong hộp đầy đủ cho mình đi như này. Đó. Cả nhà mình yên tâm, một bộ dây tập không mua được ở đâu với cái giá cực kỳ là hạt rẻ như này luôn đấy nhá cả nhà nhá. Với giá chỉ có là 60 ngàn cho một cái dây tập, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Con này thì số lượng cũng có hạn thôi, mỗi lần về được ít, mời cả nhà mình nhanh tay. Đó. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con kính lúp. Đây là dòng kính lúp của nhà em. Đó. Dòng kính lúp này thì bác nào mà có nhu cầu mà muốn sử dụng kính lúp á thì mình sử dụng cho em cái dòng kính lúp này nhá. Đó. Kính lúp này thì em Hà đang để cho nhà mình với giá chỉ có là 50 ngàn cho cái kính lúp, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi. Còn bác nào mà đang nhu cầu muốn tìm một cái ấm siêu tốc thì mình mua của em, con này cực kỳ là chân ái đến tới cùng luôn. Đó. Dòng này thì em bao cho mình luôn là sử dụng rất sướng luôn về cái dòng con máy ấm, à quên, cái ấm siêu tốc này. Ấm siêu tốc này các bác nào đã xem like cũ của em mới biết là em cầm lên, em cầm luôn cái ấm như em đang xài lên cho cả nhà mình xem luôn. Xài bao phê và bao sướng, hàng này là hàng xuất dư của Mỹ nhá. Rồi dòng này thì em Hà đang để cho nhà mình với giá là 160 cho một cái ấm siêu tốc mà tự ngắt nếu khi sôi như này luôn nhá. Và hàng này thì em bao chất lượng luôn cho mình. Đây. Con này thì nó được sử dụng bằng inox 304. Đây. Con này là sử dụng 304 1.8L với giá chỉ có là 160k. Nó sẽ gồm màu xanh và màu hồng như này luôn. Màu xanh và màu hồng, hàng này hàng xuất dư của Mỹ. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Chưa bao giờ cả nhà mình mua một con giá rẻ 160.000 cho một cái ấm siêu tốc như này đâu. Cả nhà mình cứ mua đi, về xài là mê em Hà luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay nhé. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con chảo. Dòng này là dòng chảo, là dòng chảo cao cấp của hãng Rock and Rock nhé cả nhà nhé. Con này thì là được làm từ thép hợp kim chống rỉ này, chịu nhiệt cao này, chống dính tự nhiên, an toàn cho sức khỏe này, thích hợp cho mọi gia đình dùng mọi loại bếp luôn. Dòng này thì chống tầy xước và xài bao xịn, sang xịn mịn luôn cho mình. Con này thì nó sẽ là bề mặt là dài xà rộng là 34 cm. Đây, em lật cho cả nhà mình xem luôn nhá. Đâu nhỉ, cái lật của nó đâu đó. Đây cả nhà nhìn. Đấy, cán được thiết kế hoàn toàn là bằng cán gỗ như này. Đó. Đây, con bếp, con nồi, con chảo của nhà nhìn nó có sướng không? Mình cứ mua về đi, mình mua về thì chắc là cả hộ họ khen luôn. Đây, nhìn này, hàng hãng của nó, hàng hãng tất cả các kiểu của nó đều được thiết kế hết như này luôn cho mình nhé cả nhà nhé. Đó, dòng bao chất lượng luôn cho mình, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Con này nếu như mà hàng Rock and Lock của nó ở trên hãng của nó, trên trang web của nó đang bán là 560, em Hà bán cho mình chỉ có 370 thôi. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là chảo bao xịn hoặc là chảo cao cấp với giá là 370 ngàn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con nồi. Dòng này là dòng nồi, là dòng nồi hấp vừa 2 trong 1 này, vừa đun vừa nấu vừa hấp được luôn cho mình luôn. Và dòng này thì em Hà đang lấy một cái ra xài, nói chung như là bao sướng. Em Hà phải nói em Hà xài, em Hà thích, em Hà bao sướng luôn cho mình luôn. Còn nếu như bác nào bảo là cái này nó không hấp được, xin lỗi các bác đi, các bác có thích mua và thích nhận hàng hay không thôi. Riêng con này của nó thì không chê được một điểm nào luôn, em nói thiệt luôn. Của nó là độ dày dặn tốt, ok luôn. Đấy. Con này là của thằng sữa Ensure, cái gì nhỉ? Enlin tặng nhá. Con này là dòng giữa sữa Enlin tặng và con này luộc được một con gà giúp em luôn. Đó. Và đây là cái hấp của nó này. Đó, hấp xuống dưới như này. Mình hấp con gà cũng được, mình hấp hải sản cũng được, cho em mình đồ sôi được luôn. Đó, đây là cái vung của nó. Vung thì được chống là vung cường lực giúp em luôn nhá. Dòng này thì em Hà đang để cho mình là 270 ngàn cho một cái con nồi hấp này của hãng Enlin tặng như này luôn. Đó. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Đó. Hàng hãng em còn mấy con nữa là hết, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Và khi đã mua thì không có bom hàng, đấy là quy luật bán mua hàng của nhà em Hà nhá. Thực sự luôn, hàng nếu mà ví dụ như em miêu tả một nẻo, em giao cho bác một nẻo thì một chuyện khác nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là nồi hấp 2 trong 1 hoặc là nồi hấp với giá, hoặc là nồi Enlin với giá là 270 ngàn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá, hàng bao chất lượng luôn cho mình. Hàng rất chi là sướng luôn, sướng đơn đỉnh luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Đó. Hàng sướng lắm, xài đã lắm. Con này em Hà đang có, em Hà đang xài luôn, lấy luôn cái ra xài.
Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng áo mưa. Đây là dòng áo mưa thì em Hà đang để cho nhà mình là áo mưa cánh rơi nhá, nhưng em chỉ có áo mưa cánh rơi thôi. Em Hà bán cho mình đồng giá luôn với giá chỉ có là 90.000 cho cái áo mưa nhá. Em sẽ còn màu đỏ và màu đỏ đô như này. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi, còn dù thì em sẽ có một cái loại dù này là dù hàng gấp gọn này. Dòng này thì bao chất lượng cho mình xài luôn. Đấy, dù gấp gọn như này. Đấy, rất chi là ok. Và con này thì được thiết kế 10 xương như này cho mình luôn. Được thiết kế 10 xương như này cho mình nhá. Dòng này thì cực kỳ là ok luôn. Dòng này thì em Hà đang để cho nhà mình với giá là 120.000 hàng loại 1 nhá. Dòng hàng loại 1 với giá là 120.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là dù với giá là 120.000 cho một con dù hàng cao cấp như này nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn. Dạ vâng, rồi thì em cũng xin phép dừng like tại đây. Thì em cảm ơn gia đình nhà mình đã quan tâm và theo dõi Shop Mộc Hà nha em nhé. Em xin chào và tạm biệt. Hẹn cả nhà mình vào video tiếp theo. Đi qua thì nhớ cho em một nút like và một nút đăng ký kênh nhé, để nhiều người biết tới Shop Mộc Hà nhà em nhiều hơn. Em xin chào và tạm biệt cả nhà.